anh thằng à. Hello. Dạ anh. Trời ơi. Nào, đi. Chào anh. Hôm nay này rảnh rỗi đấy. Dạ. Không đi chơi bạn gái lại đi rủ anh em trà chanh này. Dạ. Anh cập nhật tình hình quá chậm. Người anh em của chúng ta đang bị nàng cho ăn bánh rỗi là bởi vì dám úp sọt quả clip của bố anh. Tiếp. Ừ, anh xin lỗi. Tiếp mày dùng cái từ sọt mới bị anh run hết cả người. Anh nhạy cảm cái từ đấy lắm ấy nhá. Anh ơi, thế là run lắm mà anh. Chứ còn gì nữa. Anh là anh là người đi trước, anh truyền đạt kinh nghiệm cho em để em rút kinh nghiệm. Này. Dạ. Phụ nữ mà có bầu vào nhá, tâm sinh lý là thất thường lắm. Hả? Ừ. Bây giờ chú cứ tưởng tượng đi, cái thanh nhà chú ấy. Dạ. Nó mà có bầu vào nhá. Thì chú cứ nhân 5 cái sự thất thường của nó đi. Ồ. Bà thanh mà nhân 5 lên thì chỉ có đi xe lăn thôi chứ làm sao mà đi được nữa. Này, anh nói cẩn thận bé cái mồm thôi. Cái thanh nó nghe thấy thì sao hả? Bây giờ toàn camera chạy bằng cơm đấy. Quên. Đừng có dọa em không sợ đâu. Mà nói thật nhá, em thì có vẻ là mặt em có vẻ bình tâm thế này thôi, nhưng mà chân của em nó đang đâm vào nhau. Nó bình tĩnh. Dạ. À đúng rồi. Thế tình hình anh với cả chị Minh thế nào rồi ạ? Ui chán. Dạ. Vẫn dậm chân tại chỗ em ạ. Thế á? Ừ. Anh đang đợi đợt này nhà anh ngớt việc là anh muốn cả gia đình anh cùng tổng tấn công, chứ một mình anh là không ăn thua. Nhưng mà ở nhà mọi người đã tán cho anh cẩn thận rồi, chỉ việc về mà húp thôi. Thế mà lúc chuẩn bị về thì ông lại lộ ra cái ảnh mà đang ôm gái. Quá thì thế tao mới bảo là số tao nó đen, chứ đỏ thì quên đi. Sống thế nào gặp thế đấy. À, ý bảo là anh số nhọ nhỉ? Chứ gì nữa. Đó. Ôi giời. Thanh nó gọi nhỉ? Thanh à, nghe đi. Ô. Ôi, dạo này lên cấp anh ạ. Ôi, dám dập máy của bà ấy luôn ạ. Thực ra thì hai người nhìn em là mặt rất bình tâm, đúng không? Ừ. Nhưng mà hai cái chân của em nó đang đâm vào nhau. Bình tĩnh. Bố của Thanh dặn em là bây giờ Thanh gọi tuyệt đối em không nghe máy. Bởi vì là em đang ốm. Ồ, thế có nghĩa là chú Phú truyền xong tuyệt chiêu rồi anh ạ. Ừ, chuẩn. Nhưng mà nếu thế thì khả năng là không còn xe lăn mà đi đâu. Hả? Chắc không. Thầy, có sao không anh? Sao nhìn mặt hai người nguy hiểm thế? Không sao đâu. Em cứ nghe lời bố vợ em đi, chuẩn đấy. Ừ. Bố vợ em bây giờ là chân lý soi đường cho em đấy. Đúng. Bây giờ em chỉ biết là tin tưởng vào bố vợ em thôi. Ừ. Vì thế cho nên là hai người ngồi đây uống trà chanh với em để cùng em đợi tin nhá. Ừ. Mà dạo này anh cũng rảnh quá nhỉ? Hả? Bình thường em tưởng là 8:30-9 giờ là anh đóng cửa hàng rồi chứ. Sao dạo này cứ ngồi trà chanh vậy? Dạo này anh có nhân viên đóng cửa hàng giúp anh rồi. Nhân viên của anh ngoan lắm, hiền lắm. Mà tất cả nó cũng phải cảm ơn anh Thắng này. Anh Thắng giới thiệu em một cô nhân viên rất là siêng năng chịu khó luôn. Có gì đâu em. Dạ. Nó gọi là việc tìm người mà người tìm việc thế. Dạ. Mà đứa bạn anh nó có đứa em. Dạ. Đang cần tìm việc làm. À. Mà anh thấy chú lại cũng đang cần người làm. Vâng. Thế là anh kết nối thôi. Thế có cái hợp luôn. Được cái ngoan hơi ngố tí nhưng mà chăm siêng lắm. Ồ, chị chưa ngủ à? Dạo này cửa hàng bắt đầu bán lên rồi. Thế nên là chị cũng tranh thủ chỉnh mấy cái ảnh ấy, để cho nó post lên fan, cho nó thêm phần sinh động. Mà chị quyết định đóng hay mở cái cửa hàng gì tiếp chưa? Thực ra thì chị cũng chẳng muốn nghĩ nữa. Bố chị dạo này đang bận ở dưới Hồ Sen. Chắc là bố chị cũng muốn cho thư thái đầu óc. Chị tranh thủ cũng muốn tập trung vào công việc này, không nghĩ đến việc của bố nữa. Chị cần em giúp gì không? Vẫn lo mò à? Cần anh em giúp gì không? Hai anh em quan tâm thế. Mà việc của anh đã lo xong chưa mà đòi giúp em? Đấy, đang muốn tập trung vào giúp cho em nên em rảnh em phải giúp cho anh như này. Nhưng mà em thì có biết gì về phim ảnh đâu mà đòi giúp được cho anh. Giúp chuyện tình cảm
quá, anh mình dạo này bất lực lắm rồi. bất lực mà ra sản phẩm nó ngời ngời thế à? Mà chị cũng chuẩn bị tinh thần giúp ông Đạm đi. Sau khi là về phe bố mẹ thì vô tình ông Đạm bị chị Thanh kết vào cái tội là bật chính phủ, lừa dối lãnh đạo. Đúng rồi, đúng rồi. Chị hóng được vụ này mấy hôm nay rồi. Nhưng mà bận nhiều việc quá, thành ra là cũng chưa kịp hỏi han xem cụ thể nó như thế nào. Khổ thân ông Đạm. Đấy, vừa ngồi trà xanh với anh Đăng Thiên đây này. Mà bây giờ trời đang mưa, không biết về nhà có vấn đề gì không. Khổ luôn á. Hay là đợt tới em cũng đang cần mọi người giúp sức em để hỗ trợ cái quán trà. Thì em sẽ mời ông Đạm đến, tranh thủ mình sẽ hàn gắn cái đôi luôn. Ý mọi người thế nào? Thực ra đúng nhá, cái chuyện này chỉ phải nói thêm vào vài câu thì may ra mới ăn thua. Chứ cái bài đau đầu khó thở thì em nghĩ là quá cũ với chị Thanh rồi. Lại đau đầu khó thở à? Bài chủ phú ấy. Hai cái bệnh này là không rõ nguyên nhân, mà phát bệnh bất thình lình, không bao giờ cứu chữa được. Công nhận là chú Phú nhà mình tính toán như thần. Hồi trẻ chú Phú nhà mình là Lady Killer đấy. Người bị xịn luôn. Công nhận chú lắm chiêu mà trả bày cho cháu cái nào nhỉ? Ôi ôi, bây giờ chú Phú nhà mình mà mở các cái chiêu ấy ra thì còn khó thở với cô Lan dài dài. Anh công nhận không? Đi ngủ. Thì bây giờ vào trong nhà mà ngủ cho đàng hoàng con. Sao lại ngủ lay lắt như thế này? Mẹ hỏi con ạ? Vâng. Đi vào trong nhà ngủ đi. Thôi mẹ ạ, mẹ cứ ngủ trước đi. Con sẽ dậy con úp bát mì tôm, xong sau đấy là con lại sẽ tiếp tục làm mẹ. Ôi giời ơi, làm cái gì thì làm, ăn uống nó phải cẩn thận đầy đủ chứ con. Mẹ rang tôm rồi, bây giờ chỉ vào hâm nóng nồi canh lên, ăn mắt cơm chắc chắc dạ. Đi, đi vào đi con. Gớm, cứ ăn mì tôm như thế, mặt mũi nổi mụn lên đấy. Rồi, mẹ nói một câu mà cái hãng mì tôm nó muốn sập tiệm luôn đấy mẹ. Ừ, giời, chả biết là ai sập trước đâu. Mẹ cứ yên tâm, con gái mẹ cày ngày cày đêm như thế này thì chắc chắn không bao giờ sập tiệm được. Với lại con cũng tính rồi, con sẽ làm khi nào mà kiếm đủ hết số tiền để trả nợ, sau đấy con sẽ đóng tiệm lại. Đã suy nghĩ kỹ chưa? Bao nhiêu công sức tiền bạc đổ vào đấy, nói đóng là đóng đâu. Mẹ bảo này, nếu có điều gì khó nói, con cứ nói với mẹ, mẹ sẽ nói với bố hộ cho. Thôi không cần đâu mẹ ạ. Thực ra thì lần này bố cũng để cho con toàn quyền quyết định mọi thứ mà. Nhưng mà con vẫn sợ ảnh hưởng đến bố, cho nên con mới muốn đóng cửa chứ gì. Thực ra thì có nhiều vấn đề, nhưng mà thôi, cứ từ từ mẹ để cho con suy nghĩ rồi con quyết định nhé. Đó là tùy con. Mẹ chỉ muốn nói với con rằng nếu như con quyết định làm thì mẹ sẽ luôn luôn ủng hộ. Từ trước tới giờ mẹ muốn để cho hai bố con bình tĩnh. Mẹ không muốn can thiệp vào, chỉ để rối tung việc lên thôi. Con cảm ơn mẹ nhé. Mà mẹ không phải ủng hộ về tinh thần đâu, mẹ còn đầu tư tiền bạc cho con nữa đấy. Ui, mẹ có tiền riêng á? Thế con quên rằng là bao nhiêu năm nay mẹ là tay hòm chìa khóa trong gia đình nhà mình à? Sao không có tiền? Nhưng mà mẹ mạo hiểm đầu tư cho con nhá. Nhỡ chẳng may con kinh doanh thua lỗ là cả nhà mình phải uống trà thay cơm đấy mẹ. Mẹ lo cho gia đình này mấy chục năm rồi, tiền bạc con không phải lo. Mẹ có hồi môn của bà ngoại để phần cho mẹ, mẹ sẽ bỏ ra, được chưa? Nhưng mà con nói như vậy thôi, chứ con cũng không muốn nói dối bố gì nữa đâu. Ơ hay, sao lại nói dối? Mẹ sẽ nói chuyện đàng hoàng với bố con, mẹ sẽ công khai cái khoản rằng là của hồi môn của bà ngoại cho mẹ chứ. Sao lại nói dối? Đấy là tiền riêng của mẹ, quyết định của mẹ, mẹ giấu giếm ai đâu. Con yên tâm đi, không việc gì phải lo việc đó. Mẹ ơi, nhưng mà kinh doanh không nói trước được điều gì đâu mẹ ạ. Cũng có thể thắng lợi, mà cũng có thể là sẽ bị thua lỗ. Mà con mẹ thì cũng chẳng phải tài tử gì, biết đâu không gặp may thì sao. Con đã quyết như thế thì mẹ yên tâm rồi. Nhưng nhá, mẹ không phải đưa tiền khơi khơi như thế đâu. Có hợp đồng đàng hoàng, rồi là phải rõ ràng chia như thế nào, phần trăm ra hàng tháng ra làm sao. Nhớ chưa? Ôi dồi ôi, thế là nhà đầu tư đã lên tiếng đấy à? Nếu mà làm ăn vớ vẩn nhá, là tôi rút vốn lại ngay. Mẹ yên tâm, con sẽ làm ăn thật cẩn thận, mẹ không phải lo đâu. Tin tưởng con nhá.